cắn đéo cái gì cần hơn. Chúng ta đã đồng hành với nhau quá lâu rồi, 56-80 là phát sau là 66-80. Thì bây giờ mình nổ đi, có lệch cũng được, chỉ cần nổ thôi, chỉ cần nổ thôi, có lệch cũng được. Nổ con mẹ gì cũng được, đéo cần cúng, đéo cần cúng luôn anh em. Why? Một cục vàng, bốn cục tim, đồ mẹ nó lệch ra con Murat. Đồ mẹ nó lệch ra con Murat. Tại sao không phải là viên đá này? Giá là ngon rồi. Đồ má lệch luôn. Ai, 66-80. Hành trình này còn chống gai. Kích viên Murat UR có đá đâu mà nâng kích viên Murat UR. Tao đi sắp lên con Phượng 2 tới nơi đi, kích viên Murat UR mày bị điên không? Tao đi tao sắp lên con Phượng 2 tới nào đi, đi kích viên Murat UR mày, trộn mày bị điên mày. Mày lợt cái con tướng hay đụng lợt cái hồn con Murat đâu đéo gì. Bao nhiêu vía đây? Mày được chút mình đổ hết giấy tím mẹ, mình đổ hết giấy rồi, đổ hết giấy quay luôn rồi. Chờ thôi. Quá buồn. Quá buồn quá nhỉ. Không sao, tôi còn bảo hiểm mà, tôi còn bảo hiểm mà mấy anh em. Tôi còn có bảo hiểm mà, tôi còn có bảo hiểm 66-80 mà, tôi còn bảo hiểm mà mấy đấy. Má tôi công nhận những cái ông nào mà mở cái rương ban tôi á, tôi nói mấy ông biết không, mẹ ban tôi mở mấy ngày liền rồi chưa có món đồ nào mà xịn luôn á, thiệt. Ông nào mà mở cái rương, ông nào mở cái rương ban tôi công nhận cái số hơn thiệt luôn á, mẹ ban tôi mở đồ như cái đầu gùi luôn á thiệt á, mấy tuần liên tiếp rồi. Ôi má anh em trong ban mở đồ như cái đầu gùi luôn. Đúng má anh em trong ban mở đồ như cái đầu gùi luôn. Thò quần tím, thò chịu luôn. Ồ, hai cái quần tím luôn. Ôi mẹ chắc tôi chuyển bàn sớm quá. Mẹ đi kiếm cái độ nè, đi kiếm chỗ nào độ kiếp mẹ vậy rồi, thấy không? Má độ kiếp ở đây thất bại rồi. Ai, ok. Đâu ra dịch sự kêu Kabuto UR xong rồi té thôi anh em, em mệt quá. Kinh kinh đồ đỏ gì cũng được. Kinh nó đâu còn quan trọng đồ nữa.